Rồi, xin chào các bác, lại là em đây. Thì hôm nay em sẽ nói về cái Gcam, là cái app Google Camera mà trên Pixel ấy, mà mod cho LG và nhiều dòng điện thoại khác nữa. Thì về việc chụp ảnh trên LG nhà mình ấy, thì dùng cái app gốc ấy, thì đương nhiên là nó sẽ không chưa được ngon cho lắm. Cho nên là anh em hay hay tìm cái Gcam để các anh em cài thêm để mà chụp ảnh nó bá đạo hơn. Không những trên LG mà trên những điện thoại khác ấy, nó cũng rất là bá đạo. Đấy. Thì đây là con V50 của em này, em đã cài được cái con Gcam rồi, em xem nó là bản bao nhiêu cho các bác biết, cho gần gần lại đây, đây phiên bản em đang dùng đây. Thấy các bác có thể download ở đây, các bác có thể là vào cái hội LG dòng V này, hội LG dòng V, lộn, đây hội LG dòng V này. Đó, các bác vào phần công bố này. Phần công bố này có rất nhiều thứ để các bác tham khảo. Đặc biệt là những anh em nào vào sau ấy, thì các bác nên đọc cái này. Đấy, thì các bác có rất nhiều thứ mà anh em đã chắt lọc lại để mà em ghi ở đây. Anh em nào vào không đọc mà toàn hỏi những cái câu hỏi như kiểu V30 cài Gcam nào, V50 cài Gcam nào ấy, thì em rất là buồn vì đây là có rất nhiều đây. Bác có thể thấy này. Em bước xuống ghi đây. Link Gcam cho LG này, Gcam cho V50 này, G8 này, G Android 9 này, các thứ này có rất là nhiều thứ. Đặc biệt cái Gcam này ấy, thì nó phải nói là mình muốn nói là nó khá là chảnh chó. Tại vì có thể là nó phù hợp với nó hợp với bản này nhưng mà nó lại không hợp với máy của người khác. Đấy, cho nên là nhiều khi các bác hỏi là con V50 này phù hợp với bản cam Gcam nào thì câu trả lời nó không được chính xác cho lắm đâu. Đấy, ví dụ như đây, đây là có một số vị con G50 này đang là dùng cái bản này thì em thấy nó đang cũng đang hợp lý. Đây, bản này của các bác Trương Đức Trung bác cái đưa cho đây. Tôi link đây thì các bác có thể cài bản này. Nhưng cũng có thể là không 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 trên máy của các bác nó không không tương ứng đâu, nó có thể gặp lỗi này lỗi kia. Đấy, còn cách cài ấy, thì đây. Có đây, cách cài đặt Gcam này. Đây. Em đã viết rất là tỉ mỉ rồi, các bác chỉ có đọc là được rồi. Đấy. Rồi. Thì sau đây em sẽ up một số cái ảnh Gcam cho các bác biết sự cái bá đạo của Gcam nó như thế nào nhé. Rồi, các bác có thể xem sau đây. Rồi, ok.